cho dù cố gắng sắp xếp như thế nào thì bạn vẫn phải tự hỏi rằng tại sao mọi thứ xung quanh TV luôn thật lộn xộn, đúng không? Bạn có bộ dàn mã tín hiệu, máy chơi game, đầu lưu Blu-ray và cần đủ loại dây cáp để kết nối chúng với TV. Tất cả đều rối tung lên. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể nào thích mớ bòng bong này, đúng không? Đừng lo, đã có sợi cáp quang Optical Cable. Vậy cáp quang Optical Cable là gì? Bạn thấy những sợi dây nhỏ xíu gần như vô hình nối từ TV QLED không? Chính là nó, Optical Cable. Một mình sợi cáp này sẽ thay thế cho hàng tá dây cáp kiểu cũ để kết nối với mọi thiết bị mà bạn muốn. Mà khoan, những thiết bị khác đâu rồi? Ta-da! Chúng đã được thu xếp lại hết cả sang một bên rồi. Mà tôi biết là bạn đang thắc mắc làm sao để điều khiển được các thiết bị khi đặt chúng xa TV như vậy. Và đây cũng chính là tiện nghi mà cáp quang Optical Cable mang lại. Bạn sẽ chẳng cần phải hướng remote tới thiết bị riêng biệt nữa. Tất cả các tín hiệu đều sẽ được truyền thông qua TV. TV nhà bạn thậm chí còn chẳng cần phải đứng trên bàn nữa. Và nếu nhìn từ một phía, bạn sẽ thấy thiết kế gắn sát tường của TV QLED. Vậy thiết kế gắn sát tường là như thế nào? Nó giữ cho TV được gắn cố định sát rạc với bức tường nhà bạn. Chúng tôi giảm thiểu độ dày của khung treo, đồng thời thiết kế lại mặt sau của TV như thế này. Chưa bao giờ khớp nối lại hoàn hảo như thế. Không còn những mớ dây nhợ lằng nhằng, giờ đây ta có thể tạm biệt sự lộn xộn và chào đón một vẻ đẹp mới. So với những dòng cũ, thiết kế này ở TV QLED giúp cho việc lắp đặt trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn muốn xem lại không? Thật đáng phải thốt lên trầm trồ, ngợi khen cho sự gọn gàng nhìn từ cạnh bên và màn hình không viền khi nhìn từ chính diện. Ngay bây giờ, đây chính xác là món mà tôi muốn có mặt trên tường nhà mình.